Hôm qua tôi chơi game tới 8 giờ sáng, quýnh xong chửi. Hôm qua chơi từ lúc mà chuyên cho mấy ông xong á, tôi chơi game tiếp cho tới 8 sáng, má quýnh xong chửi, thua mẹ luôn. Má nó cay gì đâu, hai game xanh lèm thua. Thua mẹ luôn. Má nó cay gì đâu, hai game xanh lèm thua. Bây giờ tôi chơi có đây KDA nè. Cay không ngủ được nữa trời. Là muộn công thức tới 8 giờ sáng của tôi. Tầm nãy ngủ tới 2 giờ mấy vậy. Anh là đờ luôn. Đánh gì khó cho đồ quá ha. Trời. Anh lên cho nó đi. Thôi dính thì quýnh, không cho dính thì thôi. À sập. Càng sập. À quýnh luôn, vô công mắt lưng tôi rồi. Rồi. Má không gọi được luôn á, ông vừa bắn thường chút bà nữa rồi. Hết cô à. Xuống lấy trụ không cái gờ nữa, chạy đây đây. Gờ không gờ nè. Tôi mời xíu con dắt nó bữa ngay cờ nó giết dắt không nổi.
Cái e con nhắn nó chặn được cái e của cơ. Má tưởng lỗi. Theo hiểu. Theo hiểu đam kiểu gì. Thôi sao ghi về. Má theo hiểu đam kiểu gì luôn á. Giật Echo, giật Echo. Ê, hàng chạy lên trên rồi. Nó tao có quên không ta? Cô ở đây. Biết nó to lắm mà. Tôi lại tôi hơi nghe hơi có mùi rồi. En nào. Quýnh hay en luôn. Mà phải không gờ. En luôn. Hay quá hết cầu rồi. Tôi làm pha win luôn. À nghe mùi xe da trống rồi. Chỗ. Okay. Hay quá cô ơi. À nghe mùi rồi, tự nhiên thấy cái quăng đèn vô. Thôi lùi lại kịp, thôi bắn cái.